Sau nhiều tuần dồn dập tấn công vào Avdiivka ở Donetsk, Nga quyết định thay đổi chiến thuật nhằm bào mòn năng lực quân sự của Ukraine để buộc Kiev phải rút lui. Nga dường như đã bắt đầu một chiến dịch tấn công quy mô lớn vào Ukraine sau nhiều tháng xây dựng kho dự trữ tên lửa. Nga đã bắt đầu triển khai các đơn vị tấn công dự bị tới khu vực Kupiansk để phong tỏa thành phố này. Theo tiết lộ của tư lệnh lục quân Ukraine, Alexander Zirki trên Telegram ngày 11 tháng 12. Trong một bài phát biểu qua video tại diễn đàn Đô hàng ngày 10 tháng 12, ngoại trưởng Nga ông Sergei Lavrov đã lên tiếng cảnh báo, sự thống trị kéo dài 500 năm của phương Tây sắp đi đến những ngày cuối cùng và sẽ được thay thế bằng một thế giới đa trung tâm mới. Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 11 tháng 12 đã tham dự lễ ra mắt hai tàu ngầm hạt nhân thế hệ thứ tư hoàn toàn mới tại thành phố phía Bắc Severodvinsk. Quý vị đang theo dõi chương trình Thời sự quốc tế, vừa rồi là những tin chính sẽ có trong chương trình, còn bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, trong hai tháng vừa qua, quân đội Ukraine phải chịu áp lực lớn xung quanh thành trì chiến lược Avdivka ở miền Đông, nơi Nga đạt được một số bước tiến lớn nhất trong năm nay. Tuy nhiên, sau nhiều tuần dồn dập tấn công, Nga đã quyết định thay đổi chiến thuật nhằm bào mòn năng lực quân sự của Ukraine để buộc Kiev phải rút lui sau hai tháng, cường độ tấn công của nga vào abdika, một cứ điểm quan trọng của ukraine ở khu vực donbas, có dấu hiệu giảm dần. tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là nga đã từ bỏ mục tiêu này. trong khi chuyển các nguồn lực để phản công ở những nơi khác ở phía nam và phía đông, lực lượng nga có kế hoạch thực hiện chiến thuật cô lập abdika mà không tấn công trực tiếp vào đó. mấu chốt của chiến lược này là một loại máy bay không người lái tấn công ban đêm mới. Nga kỳ vọng UAV này có thể khóa các đường tiếp tế của Ukraine vào Avdiivka, bào mòn dần năng lực quân sự của đối phương để đánh bật lực lượng đồn trú của Ukraine khỏi cứ điểm này. Thay vì tấn công trực tiếp vào Avdiivka, Nga tìm cách gián tiếp bào mòn năng lực quân sự của Ukraine, đồng thời giảm thiểu thiệt hại về người và không cần huy động vũ khí hạng nặng. Ukraine thường sẽ không chiến đấu tới người cuối cùng, họ sẽ rút quân khi nhận thấy nguy cơ thiệt hại nặng nề về người và vũ khí. Điều này đã xảy ra ở Lysychansk, Severodonetsk và cả Bakhmut. Kịch bản tương tự có thể tái diễn ở Avdivka nếu các UAV của Nga cắt đứt tiếp tế của Ukraine vào trào lửa. Để đối phó với mối đe dọa này, Ukraine có thể phải huy động các hệ thống tác chiến điện tử dày đặc ở khu vực nhằm mục tiêu tranh quyền kiểm soát không phận với Moscow. Tuy nhiên, cả năng lực và tiềm lực tác chiến điện tử của Ukraine cũng có giới hạn và họ không thể dồn nguồn lực lớn vào một điểm nóng trên tiền tuyến. Cả Ukraine và Nga đều đang chạy đua tăng cường năng lực phòng không khi mùa đông thứ hai của cuộc chiến sắp bắt đầu. Bộ Quốc phòng Anh hôm mùng 10 tháng 12 cho biết, cuộc tấn công bằng tên lửa hành trình của Nga vào Ukraine hôm mùng 7 tháng 12 có thể là khởi đầu trong một chiến dịch phối hợp chặt chẽ hơn của Nga nhằm làm suy yếu cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine. Bộ Quốc phòng Anh nhận định tên lửa hành trình này nhiều khả năng là AS-23A Kodiak, tên lửa hành trình phóng từ trên không hàng đầu của Nga. Và Nga gần như chắc chắn đã dự trữ những tên lửa này để sử dụng trong chiến dịch mùa đông. Bộ Quốc phòng Anh cho biết, trong cuộc tấn công tuần trước, Nga đã sử dụng phi đội máy bay ném bom hạng nặng lần đầu tiên kể từ ngày 21 tháng 9 để tiến hành một đợt tấn công quy mô lớn nhằm vào Kiev và miền trung Ukraine. Theo Bộ Quốc phòng Anh, máy bay ném bom TU-95 BH có thể đã xuất hiện và có thể đã phóng ít nhất 16 tên lửa hành trình từ biển Caspian. Đánh giá của Bộ Quốc phòng Anh được đưa ra sau cảnh báo rằng việc Nga giảm bớt các cuộc tấn công bằng tên lửa hành trình có lẽ là dấu hiệu của một kịch bản tồi tệ hơn sắp xảy ra. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky khẳng định quân đội Ukraine đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng hơn so với năm ngoái để phối hợp với mối đe dọa từ tên lửa Nga. Ông nhấn mạnh, chúng tôi đang chuẩn bị để đối phó với các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng, năng lượng của chúng tôi. Năm nay, chúng tôi sẽ không chỉ tự vệ mà còn đáp trả. Nga đã bắt đầu triển khai các đơn vị tấn công dự bị tới khu vực kubiansk để phong tỏa thành phố này. Theo tiết lộ của tư lệnh lục quân Ukraine Oleksandr syrsky trên Telegram ngày 11 tháng 12, nga đang tiếp tục tiến lên ở các mặt trận kupiansk liman và Bakhmut. theo ông siriki để mở đường cho việc phong tỏa thành phố kupiansk lực lượng nga đang cố gắng nắm quyền kiểm soát làng sinkivka tỉnh Kharkov bằng quân xung kích tuy nhiên các lực lượng nga đã chịu tổn thất nặng nề trong cuộc tấn công gần đây nhằm vào làng sinkivka và bắt đầu chuyển các đơn vị tấn công dự bị từ các khu vực này nga đang tích cực tiến công ở các khu định cư novoselinivsky stema Liman, Percy và theo hướng Siversk thuộc tỉnh Donetsk. Tư lệnh lục quân Ukraine cho biết, lực lượng Nga đang tập trung ở khu vực Ba Khermut, triển khai các đơn vị tấn công đường không, lực lượng đặc nhiệm và lữ đoàn súng trường cơ giới riêng biệt số 200 của hạm đội phương Bắc. Cũng trong ngày 11 tháng 12, một cuộc tấn công tên lửa của Nga vào thủ đô Ukraine đã phá hủy một số ngôi nhà và khiến cho 120 hộ gia đình không có điện một loạt tiếng nổ lớn, theo sau là tiếng còi báo động không kích đã phá vỡ sự im lặng ở thủ đô Kiev chỉ sau 4 giờ sáng, theo giờ địa phương, khi thành phố vẫn đang trong tình trạng giới nghiêm hàng đêm. Theo hãng tin AP, Kiev thường xuyên là mục tiêu của các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa của Nga. Cách này không lâu, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky từng thừa nhận trong cuộc phỏng vấn với AP rằng cuộc phản công mùa hè của Kiev đã không đạt được kết quả như mong đợi. Trong một bài phát biểu qua video tại diễn đàn Doha ngày 10 tháng 12, Ngoại trưởng Nga, ông Sergei Lavrov đã lên tiếng cảnh báo sự thống trị kéo dài 500 năm của phương Tây sắp đi đến những ngày cuối cùng và sẽ được thay thế bằng một thế giới đa trung tâm mới. Theo ông, phương Tây cho rằng họ có thể sử dụng mô hình toàn cầu hóa để xây dựng trong nhiều thế kỷ để duy trì sự thống trị. Ngoại trưởng Lavrov nhấn mạnh, tuy nhiên các quốc gia khác sử dụng chính xác các nguyên tắc và công cụ của toàn cầu hóa phương tây đã đánh bại phương tây trên chính sân của mình xây dựng nền kinh tế trên cơ sở chủ quyền quốc gia trên cơ sở cân bằng lợi ích của các quốc gia khác theo nhà ngoại giao hàng đầu của nga các trung tâm tăng trưởng kinh tế và ảnh hưởng chính trị mới đang nổi lên đã làm thay đổi cán cân quyền lực trên thế giới và không theo ý muốn của phương tây Ngoại trưởng Nga cho rằng, để ngăn chặn kiểu phát triển này, thì Mỹ và các đồng minh trong những năm gần đây đã hy sinh toàn cầu hóa để ủng hộ cái gọi là trật tự thế giới dựa trên quy tắc. Ông Lavrov cho biết, cách tiếp cận như vậy được thấy nhiều nhất trong nhiều cuộc xung đột khác nhau mà phương Tây gây ra trên toàn thế giới, bao gồm cả cuộc xung đột ở Ukraine. Khi được hỏi liệu lệnh ngừng bắn có thể đạt được thông qua các cuộc thảo luận ngoại giao với nước láng giềng của Nga hay không, ông nói, bạn sẽ phải gọi ông Zelensky. Tổng thống Ukraine vì một năm rưỡi trước đó ông ấy đã ký một xác lệnh cấm mọi cuộc đàm phán về thỏa thuận ngừng bắn với Tổng thống Vladimir Putin. Bên cạnh việc tăng cường tấn công nhiều mặt trận giao tranh, Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng tuyên bố sẽ tăng cường sức mạnh hải quân của nước này khi tham gia lễ ra mắt hai tàu ngầm hạt nhân mới. Ông Putin đã tới thành phố Severodvinsk ở phía Bắc ngày 11 tháng 12 theo giờ địa phương để tham dự lễ thượng cờ các con tàu Hoàng đế Alexander Đệ Tam và Krasnoyarsk tại xưởng đóng tàu Sevmash, địa điểm đóng hai tàu này trong suốt 6 năm qua. Hai tàu ngầm này sẽ gia nhập hạm đội Thái Bình Dương của Nga. Tàu Hoàng đế Alexander Đệ Tam là một phần của lớp tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân Borei gió Bắc Cực mới của Nga. Mỗi chiếc nửa trang bị 16 tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Bulava mang đầu đạn hạt nhân. Borei là thế hệ tàu ngầm mới đầu tiên được Nga hạ thủy kể từ chiến tranh lạnh. Trong khi đó, chiếc Krasnoyarsk thuộc lớp tàu ngầm đa năng Yasen Astri được trang bị tên lửa tầm xa, độ chính xác cao mà ông Putin cho rằng có thể tấn công các mục tiêu trên biển và trên đất liền. Tổng thống Nga phát biểu, chúng ta sẽ tăng cường về mặt số lượng khả năng sẵn sàng chiến đấu của Hải quân Nga. Sức mạnh Hải quân của chúng ta ở Bắc Cực, Viễn Đông, Biển Đen, Biển Baltic và Biển Caspian – những khu vực chiến lược quan trọng nhất của các đại dương trên thế giới. Nga đang đóng thêm 8 tàu ngầm hạt nhân, 3 tàu lớp Borei và 5 tàu ngầm lớp Yasen. Các nhà lập pháp Nga hồi tháng 10 đã phê duyệt chi tiêu quân sự kỷ lục khi Nga tiếp tục cuộc chiến ở Ukraine. Tư lệnh lục quân Ukraine Oleksandr Syrovsky cho biết, Nga đang cố gắng giành quyền kiểm soát ngôi làng Sinkivka ở tỉnh Kharkov, hy vọng mở đường cho việc phong tỏa thành phố Kupiansk gần đó nga đã tập trung lực lượng lớn tại trục kupiansk liman ở phía đông bắc ukraine kể từ mùa hè các cuộc đụng độ và pháo kích dữ dội thường xuyên xảy ra ở khu vực này ông siresky xác nhận các lực lượng nga đã chịu tổn thất nặng nề trong các cuộc tấn công gần đây nhằm vào Sinkivka và bắt đầu chuyển các đơn vị tấn công dự bị tới khu vực này theo ông siresky nga cũng đang tái triển khai binh sĩ từ nga để tăng cường các cuộc tấn công theo hướng zelika và tani hai ngôi làng gần biên giới hành chính giữa lugansk và donetsk Tư lệnh lục quân Ukraine cho biết Moscow đang tập trung hơn nữa những nỗ lực đáng kể về phía Bắc và phía Tây Bakhmut, triển khai lực lượng lính dù, thủy quân lục chiến và lực lượng đặc nhiệm. Hoạt động gia tăng của Nga cũng được ghi nhận gần thành phố Avdiivka đang bị bao vây. Trong khi đó, cựu Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Hanna Malia thừa nhận, quân đội Ukraine đang rơi vào tình thế khó khăn tại năm khu vực tiền tuyến ở phía đông. Bà Malia cho biết, ở các hướng Kupiansk, Liman, Bakhmut, Marinka và Avdiivka, tình hình rất căng thẳng. Theo đó, lực lượng Nga đã dương cờ tại một khu vực rìa phía tây Marinka, gần như hoàn thành việc đánh bại lực lượng vũ trang Ukraine. Được biết, lực lượng Kiev chỉ giữ được một số ngôi nhà gần như không còn nguyên vẹn. Các nhà phân tích quân sự Ukraine viết, có khả năng thành phố gần như đã hoàn toàn nằm dưới sự kiểm soát của Nga. Chúng ta có thể cho rằng việc rút lui của Ukraine phù hợp với logic của quá trình chuyển đổi sang phòng thủ chiến lược, như Tổng thống Zelensky đã tuyên bố, chúng ta đang chuyển sang một chiến dịch phòng thủ mùa đông hệ thống phòng thủ tại marinka đã sụp đổ bộ chỉ huy ukraine phải đối mặt với việc lựa chọn rút các đơn vị hay giữ nguyên vị trí với hy vọng rằng nga sẽ không tiếp tục tiến lên mặt khác việc kiểm soát hoàn toàn marinka cũng hé lộ ra kịch bản tiếp theo của nga trên mặt trận xung đột với ukraine hiện nay đặc điểm của khu vực xung quanh marinka là các khu định cư chính tập trung dọc theo các con đường lớn gần Marinka có đường cao tốc N15 kéo dài đến Zaporizhia và song song với khu vực mặt trận mà Ukraine đã phát động cuộc phản công vào tháng 6. Trong khu vực Vodanoi có đường cao tốc N50, ở khu vực giữa những con đường này không có gì ngoài những cánh đồng, cho đến trục Ostroi, Kurakoka, Zelanine và xa hơn nữa. Khu vực phía bắc Marinka có điểm đặc biệt là có hệ thống hồ chứa nước. Tất cả điều này làm phức tạp nghiêm trọng việc điều động giữa các khu vực phía bắc và phía nam, và trong tương lai gần có thể ngăn cản lực lượng Ukraine giành được chỗ đứng và tạo ra một lớp phòng thủ ổn định sau khi mất Marinka. Việc Nga tiến quân về phía Tây Nam đe dọa vị thế của lực lượng vũ trang Ukraine ở novo -Mikalovka. Dự đoán diễn biến tiếp theo của các sự kiện trong điều kiện như vậy bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố. Nhưng cho đến nay, mọi thứ đều chỉ ra rằng Ukraine sẽ phải chuyển hướng về phía Bắc dọc theo trục Upensnovka, Konstantinovka, Novomikalovka Tuy nhiên, khu vực này nằm ở vùng đất thấp và sẽ khó phòng thủ. Rất có thể điều này sẽ yêu cầu lực lượng dự bị sẵn sàng chiến đấu. Reuters dẫn lời Tổng cục An ninh Liên bang Nga FSB đưa tin, các mục tiêu bị nhắm đến bao gồm Sergei Asionov, người đứng đầu bán đảo Crimea do Moscow bổ nhiệm, và Oleg Tsaryov, cựu nghị sĩ Ukraine thân Nga. Ông Tsaryov trúng hai phát đạn trong vụ tấn công hồi tháng 10 ở Crimea, may mắn đã sống sót. Một nguồn tin trong cơ quan tình báo của SBU của Ukraine khi ấy cho rằng vụ xả súng là chiến dịch của SBU. FSB cho biết mạng lưới đặc vụ của Ukraine cũng nhắm đến cơ sở hạ tầng đường sắt và năng lượng trên bán đảo. Nhân viên FSB đã tìm thấy các kho vũ khí và chất nổ, đồng thời bắt giữ 18 đặc vụ và đồng phạm của lực lượng đặc biệt Ukraine. FSB nói đã mở hơn 30 vụ điều tra hành vi khủng bố. Nếu bị kết án, các bị can có thể đối diện tối đa 25 năm tù kể từ khi xung đột bùng nổ, SBU và một số cơ quan Ukraine được cho là đã ám sát hàng chục doanh nhân hoặc quan chức Ukraine thân Moscow làm việc tại các khu vực hiện do Nga kiểm soát. Người điều khiển máy bay không người lái tự sát góc nhìn thứ nhất FPV của Ukraine đã phá hủy một robot quân sự Nga trong khu công nghiệp Abdivka, điểm nóng chiến sự vùng Donbass. Theo chuyên trang quân sự Military, Lữ đoàn cơ giới 110 của Ukraine đã công bố đoạn video ghi lại khoảnh khắc robot quân sự Nga nổ tung trên tiền tuyến sau khi chiếc UAV FPV lao vào. Nga sử dụng robot trên để vận tải đạn dược cho binh sĩ trên tiền tuyến. Ukraine dường như đã sử dụng đạn PG-7 để phá hủy robot Nga. Đây vốn là đạn được sử dụng trên súng phóng lựu chống tăng RPG-7, nhưng Nga đã cải tiến để sử dụng trên các UAV robot Nga bị nổ dường như là do hỏa lực của Ukraine và vụ nổ thứ cấp do số đạn mà nó mang theo. Vụ tấn công cũng cho thấy vũ khí không người lái có thể được xem là tương lai của tác chiến hiện đại, khi các bên sẽ không cần quân nhân để có thể thực hiện nhiệm vụ chiến đấu trực tiếp mà thông qua máy móc. Tuy nhiên, một vấn đề lớn là liệu công nghệ có đủ sự tin cậy để đảm bảo các vũ khí trên không tấn công nhầm vào những người không tham gia chiến đấu, ví dụ dân thường hay không. Theo Sputnik, các binh sĩ Nga đã sử dụng hỏa lực yểm trợ của các xe bọc thép và một phi đội máy bay không người lái tiến hành trinh sát trên không, ném bom các vị trí Ukraine. Trong trận chiến ngắn, lính dù Nga đã tiêu diệt quân Ukraine và tiếp nhận 20 binh sĩ đầu hàng. Bộ Quốc phòng Nga cũng cho biết các lực lượng nước này đã phá hủy hai kho vũ khí của Ukraine ở vùng Kherson, đẩy lùi bốn cuộc tấn công của Kiev tại vùng Kupyansk, cũng như ở khu vực Krasnyliman. Mặt khác, tin từ Văn phòng Tổng thống Cộng hòa Séc cho biết, hơn 150 công dân Xéc đã được phê chuẩn chính thức để chiến đấu cho Ukraine trong cuộc xung đột với Nga. Quyết định của Tổng thống sẽ giúp những người trên tránh gặp phải các vấn đề về luật pháp ở quê nhà sau khi gia nhập lực lượng vũ trang Ukraine. Văn phòng Tổng thống Cộng hòa Xéc thông báo hơn 550 người đã nộp đơn xin phép chiến đấu cho Ukraine kể từ tháng 2 năm 2022, nhưng hầu hết bị từ chối. Tính đến ngày 1 tháng 12, có 151 nam giới và một phụ nữ là công dân Cộng hòa Séc chính thức được phép trở thành thành viên của quân đội Ukraine. Theo đài RT, người đứng đầu cơ quan tình báo đối ngoại Nga Sergei Naritkin cho biết, các quan chức phương Tây đang thảo luận về khả năng loại bỏ Tổng thống Ukraine, ông Volodymyr Zelensky khỏi quyền lực. Theo ông Naritkin, phương Tây tin rằng ông Zelensky đã đi quá xa cho việc xây dựng hình ảnh một người hiếu chiến không khoan nhượng trong cuộc xung đột với Nga, đặc biệt trong trường hợp cần phải đóng băng các hành động thù địch điều đó có nghĩa là ông zelensky không còn hữu ích trong bất kỳ cuộc đàm phán tiềm năng nào nhằm chấm dứt xung đột nga ukraine vị lãnh đạo cũng nêu ra nhiều lý do khiến phương tây tìm cách loại bỏ ông zelensky trong đó lý do lớn nhất là tổng thống ukraine thiếu linh hoạt trước các lợi ích của phương tây bên cạnh đó ông nariskin liệt kê những lý do khác gồm việc ông zelensky chưa thực hiện được lời hứa đánh bại nga trên chiến trường tình trạng tham nhũng tràn lan ở ukraine và sự thiếu tôn trọng của lãnh đạo Ukraine đối với các nhà tài trợ nước ngoài. Ông Naryshkin tiết lộ phương Tây đã xem xét người thay thế ông Zelensky tại cuộc họp Ngoại trưởng Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO vào tháng trước. Theo lãnh đạo cơ quan tình báo đối ngoại Nga, những cái tên tiềm năng gồm Tổng tham mưu trưởng quân đội Ukraine Valery Zaluzhnyi, Tổng cục tình báo Bộ Quốc phòng Ukraine, ông Kirill Budanov, ông Andrei Emak, người đứng đầu văn phòng Tổng thống Ukraine, và thị trưởng Kiev, ông Vitaly Klitschko. Phó Thủ tướng Ukraine Oleksandr Kubrakov cho biết, các tài xế Ba Lan đã dừng phong tỏa tại cửa khẩu Jagodin Roguska ở biên giới hai nước với những chiếc xe tải đầu tiên đang trên đường vào Ukraine. Ước tính có 15 xe tải đã đi qua cửa khẩu vào Ukraine và 25 xe tải khác đang được thông qua để di chuyển về phía Ba Lan. Bên cạnh đó, ông Kubrakov nhấn mạnh phía Ukraine đã tổ chức nhiều cuộc họp và đàm phán ở tất cả các cấp để dỡ bỏ hoàn toàn tình trạng phong tỏa biên giới với Ba Lan, cũng như ngăn sự việc tái diễn. Trong khi đó, phía Ủy ban Bảo vệ Lao động Vận tải và Chủ sử dụng Lao động Vận tải của Ba Lan khẳng định vẫn chưa có thỏa thuận về việc chấm dứt phong tỏa. Các tài xế xe tải Ba Lan đã bắt đầu biểu tình vào tháng trước nhằm phản đối các điều khoản cho phép xe tải Ukraine đi vào Liên minh châu Âu-EU. Yêu cầu chính của các hãng vận tải Ba Lan là cấm các tài xế xe tải Ukraine được phép vào EU không giới hạn, điều mà Ukraine và EU cho là bất cả thi. Theo Reuters, sắp tới, lãnh đạo 27 quốc gia thành viên EU sẽ họp thượng đỉnh để quyết định về số phận của khoản viện trợ trị giá 50 tỷ đô la đã hứa với Ukraine và mở ra con đường gia nhập liên minh cho nước này. Thỏa thuận về các vấn đề then chốt đòi hỏi sự nhất trí của tất cả các nước thành viên. Tuy nhiên, Thủ tướng Hungary Viktor Orbán đã đe dọa bác bỏ các cuộc đàm phán về viện trợ và mở rộng EU. Trước đó, Thủ tướng Oban đã viết thư cho người chủ trì hội nghị, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Jacques Michael để yêu cầu bỏ hoàn toàn các cuộc đàm phán gia nhập khối với Ukraine khỏi chương trình nghị sự. Song cho đến nay, Bruxelles vẫn chưa đưa vấn đề này ra khỏi chương trình nghị sự của hội nghị thượng đỉnh và các nỗ lực ngoại giao đang được tiến hành để ngăn chặn một cuộc khủng hoảng. Ngoại trưởng Ukraine Dmitry Kuleba bày tỏ rằng ông không thể tưởng tượng được hậu quả nếu các nhà lãnh đạo EU dập tắt hy vọng đàm phán về tư cách thành viên của Kiev. Về việc Ukraine gia nhập EU, các quốc gia thành viên khác của Liên minh, gồm cả Đức, đã tuyên bố họ ủng hộ việc đàm phán với Ukraine, song Hungary vẫn kiên quyết từ chối. Đây không phải là lần đầu tiên Hungary mâu thuẫn với các nước thành viên khác của EU. Nước này từng giảm nhẹ các lệnh trừng phạt chống Nga, và tháng 12 năm ngoái đã phản đối thỏa thuận cấp cho Ukraine 18 tỷ euro trong năm 2023. Tuy nhiên, sau đó Budapest cũng đồng ý thông qua khoản hỗ trợ. Bộ trưởng Quốc phòng Israel Joachim Gallant cho biết, Israel sẵn sàng thảo luận về các lựa chọn thay thế về việc bên nào sẽ kiểm soát giải Gaza, miễn là đó không phải là lực lượng thù địch với Israel. Ông Gallant nhấn mạnh, chắc chắn sẽ không phải là Hamas và cũng sẽ không phải là Israel. Chúng tôi sẽ duy trì quyền tự do hành động, hành động quân sự chống lại bất kỳ mối đe dọa nào. Ông Gallant phát biểu trước báo giới, Israel sẽ thực hiện bất kỳ biện pháp nào để tiêu diệt Hamas, nhưng chúng tôi không có ý định ở lại giải Gaza lâu dài. Chúng tôi chỉ quan tâm đến an ninh đất nước và an ninh của công dân chúng tôi dọc biên giới với giải Gaza. Theo Bộ trưởng Israel, nước này sẵn sàng đạt được thỏa thuận với nhóm Hezbollah do Iran hậu thuẫn ở Liban. Với điều kiện, thỏa thuận đó sẽ bao gồm việc thiết lập vùng an toàn dọc biên giới và những đảm bảo thích hợp. Ông Garland cảnh báo, chúng tôi có khả năng thực hiện hành động và phản ứng mang tính hủy diệt như những gì diễn ra ở Gaza. Tôi cho rằng Hezbollah đã tính đến điều đó, Bên cạnh đó, Bộ trưởng Quốc phòng Israel cũng bác bỏ những nỗ lực quốc tế nhằm kêu gọi kết thúc cuộc tấn công quân sự của nước này ở dài Gaza. Ông Gallen nói rằng giai đoạn hiện tại của chiến dịch chống lại Hamas sẽ mất thời gian. Theo đó, trả lời câu hỏi của Sputnik về thông tin Mỹ triển khai quân từ biên giới Israel-Liban, người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ khẳng định đó là thông tin sai sự thật và Washington không chuẩn bị thực hiện hành động như vậy. Trước đó, kênh truyền hình Al-Hadaf dẫn nguồn tin cho biết, Quân đội Mỹ sẽ được triển khai ở phía biên giới Israel với Liban. Kênh này cũng cho hay Israel đề nghị quân đội Pháp giám sát tình hình ở phía biên giới Liban và Mỹ ở phía Israel. Đáp trả trước những thông tin từ truyền thông cho rằng Mỹ sắp triển khai quân đến Trung Đông, Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết chưa có quyết định cụ thể nào được đưa ra về việc gửi quân đến lãnh thổ Israel. Vài ngày sau cuộc tấn công bất ngờ của Hamas vào Israel hôm 7 tháng 10, Mỹ đã đặt khoảng 2.000 quân nhân trong tình trạng cảnh giác cao độ vì lo ngại xung đột sẽ lan rộng hơn vào khu vực. Tuy nhiên, các quan chức lưu ý rằng bất kỳ việc triển khai nào sẽ không đưa quân đội vào các vị trí chiến đấu trực tiếp mà đóng vai trò cố vấn. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Còn bây giờ, xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo.